Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Ớt sừng xanh Hàn Quốc hay còn gọi là ớt ngọt không cay hay dùng với các món nướng. Loại ớt sừng Hàn Quốc này có vị ngọt nhẹ, không cay, thơm và giòn chứ, không gắt như ớt thông thường. Khi dùng ăn với các món nướng sẽ rất kích thích vị giác. Đặc điểm dinh dưỡng của ớt sừng xanh Hàn Quốc. Ớt sừng xanh cũng là một loại ớt ngọt như ớt chuông xanh, tuy không cay nhưng chúng vẫn chứa nhiều capsaicin. Vì vậy, khi ăn sống, bạn sẽ cảm thấy có vị hơi hăng. Ngoài chất capsaicin, ớt sừng xanh còn chứa nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin C, A, B6 cực kỳ tốt cho sức khỏe. Theo báo cáo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ớt sừng xanh cũng chứa một lượng nhỏ các nguyên tố vi lượng bao gồm natri, kali, sắt, canxi và magie. Hơn nữa, bản thân loại quả này cũng là một nguồn cung cấp carbon hydrate, một loại đường đơn có cấu trúc không ổn định, dễ bị phá vỡ, protein và chất xơ. Vì vậy, khi bạn sử dụng chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể không bị thiếu hụt dinh dưỡng, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Như đã nói ở trên, ớt sừng xanh chứa nhiều vitamin C, đây là dưỡng chất có khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa. Chất này còn giúp da căng mịn, sáng bóng, mang lại vẻ đẹp tươi trẻ cho chị em phụ nữ. Hơn nữa, chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể tổng hợp collagen, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Tuy không hăng như các loại ớt khác nhưng ớt sừng xanh lại chứa một lượng lớn chất capsaicin. Chính chất này có khả năng làm ấm cơ thể, giúp chúng ta đổ mồ hôi, đào thải độc tố, giúp chống lại cảm lạnh. Đây là tác dụng đặc trưng của giống ớt này, chúng sẽ khiến cơ thể bạn được thanh, lọc hơn, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể để chống lại các bệnh cảm cúm thông thường. Ngoài ra, ớt sừng xanh còn giúp chúng ta giảm cảm giác tức ngực, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh về đường hô hấp, phòng chống ung thư tuyến tiền liệt. Có thể nói, chất capsaicin trong ớt sừng xanh vô cùng tốt, chúng mang lại nhiều lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Nhờ chúng, cơ thể ngăn chặn sự phát triển đột ngột của các tế bào, từ đó giảm thiểu sự hình thành ung thư. Theo khuyến cáo của các y bác sĩ, mỗi ngày bạn nên dùng ít nhất 3 quả ớt để giúp cơ thể khỏe mạnh. Ớt sừng xanh tuy có nhiều lợi ích nhưng cũng mang đến nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, khi sử dụng loại quả này, bạn cần lưu ý những điều sau. Không dùng cho người bị nhiệt, nóng trong. Ớt sừng xanh tuy có vị ngọt nhưng cũng chứa nhiều capsaicin, một hợp chất có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào. Do đó, cơ thể bị toàn nhiệt là tác nhân không tốt đối với những người bị nhiệt miệng, lở loét trong khoang miệng. Đối với những người mắc bệnh này cần kiêng ăn ớt, dù là ớt cay hay ớt ngọt. Bởi nếu tiếp tục sử dụng ớt sẽ dẫn đến tình trạng viêm loét nặng hơn, khiến chúng ta cảm thấy đau rát, khó chịu vô cùng. Bệnh nhân mắc bệnh trĩ thường rất nhạy cảm với các loại gia vị có chứa capsaicin, bởi chúng sẽ khiến bệnh của bạn ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là các cơn đau sẽ dày đặc khiến chúng ta khó chịu. Phụ nữ thời kỳ này, nếu ăn nhiều ớt xanh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, đứa trẻ sau này dễ bị dị ứng, mẩn đỏ. Ngoài ra, ớt còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sữa của mẹ. Ớt sừng xanh chủ yếu được sử dụng như một loại gia vị, chúng thường được kết hợp với các món nướng hoặc salad rau. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng ớt này để nấu cùng một số nguyên liệu khác như thịt bò, lẫn với các loại đồ chấm khác. Muối ớt sừng xanh thích hợp để chấm những món hải sản, đặc biệt là hải sản nướng. Trong ớt có hoạt chất capsaicin giúp đốt cháy calo, rất tốt cho bạn nào sợ tăng cân vì ăn uống. Thành phần: ớt sừng 2 trái, nước cốt chanh 1 muỗng canh, bột ngọt 1 muỗng cà phê, đường trắng 2 muỗng canh, muối 1 muỗng canh, lá chanh 3 lá. Hướng dẫn thực hiện: 1. Ớt sừng rửa sạch, cắt bỏ hạt, lá chanh rửa sạch cắt nhỏ. 2. Tiếp theo, cho ớt sừng, nước cốt chanh, bột ngọt, đường trắng, muối, lá chanh vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. 3. Cho ra chén, rất đơn giản mà không tốn nhiều thời gian. Bạn đã có ngay một chén muối ớt xanh ngon tuyệt rồi. Những khi ăn các món như hủ tiếu, mì hay nhiều món khác, chúng ta thường cho ớt vào để làm tăng thêm hương vị cũng như kích thích ăn ngon hơn. Với ớt ngâm giấm chua ngọt thì càng ngon miệng hơn. Thành phần: ớt sừng 1-2 trái, tỏi 1 tép, giấm 700ml, nước 470ml, muối 2 muỗng canh, đường trắng 1 muỗng canh. Hướng dẫn thực hiện: 1. Đầu tiên cho 700ml giấm, 450ml nước, 2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường vào nồi, khuấy đều rồi đun sôi trên bếp đến khi đường và muối tan, tắt bếp để nguội. Tỏi đột vỏ, đập, dập, ớt sừng rửa sạch, thái lát xéo. 2. Cho tỏi và ớt vào hũ thủy tinh, sau đó chế hỗn hợp nước giấm đường vào. Đậy nắp kín và để ngâm như vậy từ 18-24 tiếng cho ớt thấm đều giấm. 3. Khi ăn chỉ cần lấy ra và thưởng thức. Nông sản Dũng Hà là đơn vị chuyên cung cấp rau củ quả sạch, rau đặc sản Đà Lạt, trong đó có ớt sừng xanh Hàn Quốc, chất lượng 100%. Các sản phẩm tươi ngon hàng về đều mỗi ngày, không bị héo nát, đảm bảo giữ nguyên vẹn các chất dinh dưỡng. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết. Các bạn hãy
đăng ký Nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết về những thông tin bổ ích từ Nông sản Dũng Hà.